Xin chào, đã quay trở lại với FB Channel, lại là mình đây, Hùng 20 sang thì đây. Và hôm nay thì mình sẽ đến với một cái chủ đề mà trước đây mình đã từng làm, đó là chủ đề top những chiếc phone chiến game ngon trong từng phân khúc giá. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phân khúc giá tầm 2 cho đến là 4 triệu đồng. Thì mình thấy rằng là với phân khúc giá tầm 2 đến 4 triệu đồng thì đây là phân khúc mà đa số những bạn trên kênh của mình đang tìm hiểu, tại vì đa số những bạn mà đang xem với kênh của mình thì cũng là học sinh hay là sinh viên hoặc là người mới đi làm thôi. Chính vậy thì thu nhập không nhiều, và với phân khúc giá tầm 2 đến 4 triệu là một trong những phân khúc giá rất hợp lý. Và bây giờ thì mình sẽ đưa ra cho bạn những cái lựa chọn ngon nhất trong phân khúc giá tầm 2 đến 4 triệu đồng nhá. Chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Rồi, và cái sản phẩm đầu tiên mình thấy rằng là nó hoàn hảo nhất trong cái phân khúc giá 2 triệu thì không thể nào thiếu được cái sản phẩm, đó là Vsmart Joy 3. Với sản phẩm Vsmart Joy 3 thì được ra mắt cách đây tầm là 4 năm tháng rồi. Tuy nhiên đến bây giờ nó vẫn là một trong những chiếc smartphone cực kỳ hot trong phân khúc giá 2 triệu. Với 2 triệu khi bạn mua với sản phẩm Vsmart Joy 3 thì bạn sẽ được những gì? Thì với sản phẩm Vsmart Joy 3 thì khi bạn bỏ ra số tiền là 2 triệu, chúng ta sẽ có một thiết kế màn hình nó rất lớn là 6,5 inch phục vụ cho cái mục đích là chơi game, giải trí hay là xem phim thì nó sẽ là đá hơn. Và hơn thế thì màn hình của sản phẩm Vsmart Joy 3 thì nó sẽ theo tỷ lệ là màn hình dài. Chính vậy các bạn sẽ có những trải nghiệm khá là mới lạ. Và cùng với đó thì với màn hình của sản phẩm Vsmart Joy 3 thì nó sẽ có độ phân giải là HD Plus. Nói chung thì phân khúc giá 2 triệu màn hình HD Plus là quá ổn để chúng ta giải trí, xem phim và chơi game rồi. Và nói về phần cấu hình thì với sản phẩm Vsmart Joy 3 nó sẽ được trang bị cho mình một cái vi xử lý đầu 6 đến từ nhà Qualcomm, và cụ thể hơn đó chính là con chip Snapdragon 632. Với con chip là Snapdragon 632 thì mình thấy rằng là với những tác vụ chơi game như kiểu Liên Quân hay là PUBG thì mình đã có trải nghiệm trên em nó, và mình thấy rằng là nó có thể chơi tốt được ở cái đồ họa là 30fps. Tuy nhiên thì bạn nên setting ở cái mức đồ họa cho nó phù hợp. Ví dụ như tựa game Liên Quân thì anh em nên hạn chế một số cái mức setting đồ họa và chúng ta nên để ở cái mức trung bình thôi. Và với tựa game PUBG thì anh em cũng nên để ở cái mức là smooth cộng với lại cao để có được cái trải nghiệm đó chính là mượt mà nhất. Đó, còn nói về phần dung lượng pin thì với sản phẩm Vsmart Joy 3 là một trong những sản phẩm có dung lượng pin thực sự rất trâu trong khúc giá 2 triệu. Khi chúng ta sẽ có một viên pin là 5000 mAh đi kèm với công nghệ sạc nhanh là 18W thì đây là một trong những chiếc điện thoại có dung lượng pin hoàn hảo nhất trong cái phân khúc giá 2 triệu. Tại sao lại như vậy? Tại vì nó sẽ có một dung lượng pin lớn đi kèm với công nghệ sạc nhanh và cùng với cổng sạc Type-C, thay vì là một số sản phẩm khác. Trong phân khúc giá này thì nó chỉ dùng cho mình cái cổng sạc là micro USB mà thôi. Thì đây là một trong những điểm mình cực kỳ thích với sản phẩm Vsmart Joy 3. Và nếu bạn nào quan tâm về cái sản phẩm Vsmart Joy 3 này với mức giá chỉ là loanh quanh 2.039.000 thì mình sẽ đặt đường link ngay phần mô tả video để bạn có thể click vào và mua hàng online một cách nhanh chóng nhất nhá. Mình đảm bảo rằng là những shop mà mình đưa ra ở đây thì đều là hàng chính hãng nguyên siêu và chất lượng cực kỳ tốt. Và bây giờ thì mình sẽ đến với lựa chọn thứ hai trong cái phân khúc giá 2 triệu, đó chính là cái sản phẩm Realme C3i. Thì với sản phẩm Realme C3i, thực ra là cái bản rút gọn của cái sản phẩm Realme C3 đã làm mưa làm gió trước đó với phân khúc giá tầm là 2,7 đến là 2,9 triệu. Thì với sản phẩm Realme C3i này chúng ta sẽ có những gì? Chúng ta sẽ bê nguyên cái màn hình của cái sản phẩm Realme C3 và nó sẽ có kích thước đó chính là 6,5 inch đi kèm với độ phân giải là HD Plus. Và màn hình của cái sản phẩm Realme C3 thì nó sẽ có kích thước lớn tương tự như là cái sản phẩm đến từ nhà Vsmart. Chính vậy về khả năng chơi game, hiển thị cũng như là sử dụng lâu dài thì mình thấy là cái màn hình này nó sẽ rất đủ để đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta. Ngoài ra về phần cấu hình thì mình thấy là với sản phẩm Realme C3i thì nó sẽ có một cấu hình là tương đối tốt khi nó sẽ chạy cho mình con chip đó chính là Helio G70. Với con chip Helio G70 thì với những tựa game như kiểu Liên Quân hay là PUBG thì chúng ta vẫn có được một cái mức FPS là rất ổn định. Với tựa game Liên Quân thì trước đây mình đã có làm một cái video test game cho nó rồi và mình thấy là FPS của nó rất ổn định và cực kỳ là ngon lành. Còn với tựa game PUBG so với một số điện thoại đang có trong tầm tiền này thì nó sẽ hơi khó thực sự thể chơi được. Còn với chiếc máy Realme C3i thì chúng ta có thể chơi được và chơi ngon ở cái độ gọi là 40fps luôn các bạn ạ. Nói chung về phần trải nghiệm game trên cái sản phẩm Realme C3i thì mình đánh giá khá tốt. Những cái điểm cắt gọn của sản phẩm Realme C3i này với lại cái sản phẩm Realme C3 thì nó rất là ít. Đó chính là nó sẽ cắt giảm đi cái cảm biến vân tay ở phía mặt sau. Thì đây là một trong những điểm mà mình thấy rằng là cũng không nhiều anh em cần dùng lắm. Nhiều anh em cũng không cần đến bảo mật và toàn dùng barcode thôi. Rồi là nó sẽ cắt giảm đi một camera, bây giờ chỉ là còn là camera kép ở mặt sau mà thôi. Và trong cái video này thì mình đang đề cập đến vấn đề đó chính là cấu hình và dung lượng pin trâu để chiến game. Thế nên là phần camera cũng như phần bàn tay thì chúng ta hãy bỏ qua nhá. Và nói đến phần dung lượng pin thì với sản phẩm Realme C3i nó sẽ có một dung lượng pin rất rất trâu trong phân khúc giá là hơn 2 triệu đồng. Đó chính là dung lượng pin 5000 mAh. Và với dung lượng pin 5000 mAh thì cái việc mà chúng ta giải trí xem phim chơi game
và dùng với rất nhiều tác vụ trong cùng một ngày là quá thoải mái luôn. Có một điểm yếu đó chính là với sản phẩm Realme C3i thì nó sẽ không được trang bị cổng sạc Type-C cũng như sạc nhanh, thế nên là cái thời gian sạc của nó sẽ hơi là lâu các bạn ạ. Và mức giá của sản phẩm Realme C3i này thì nó sẽ rơi vào tầm là 2.190.000 đồng, và đây là hàng chính hãng nguyên siêu đầy đủ bảo hành cho chúng ta, thế nên là bạn nào muốn mua thì có thể là click vào đường link phần mô tả video để mua luôn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đến với lại một trong những cái sản phẩm mà best cho nhất trong phân khúc giá tầm 2.7-2.9 triệu như mình đã nói, đó chính là cái sản phẩm Realme C3. Realme C3 mình đánh giá rằng là đây là một trong những con máy có cấu hình ngon, trải nghiệm cực kỳ tốt trong phân khúc giá tầm 2.7-2.9 triệu rồi, tại vì những gì nó mang lại phải nói là cực kỳ ngon. Với màn hình thì màn hình như mình đã nói là nó sẽ có kích thước là 6.5 inch, tương tự so với cái sản phẩm Realme C3i, và chúng ta sẽ có là độ phân giải HD Plus này, chúng ta sẽ có con chip Helio G70, rồi chúng ta sẽ có cho mình một cái hiệu năng khá là ngon lành, và chiến game kiểu Liên Quân hay là PUBG 40fps thì quá mượt mà luôn. Nhưng mà anh em lưu ý rằng là với những chiếc loại trong phân khúc giá tầm 2 triệu thì các bạn nên setting ở cái mức đồ họa nó thấp và FPS cao để đánh đổi được cái sự mượt mà. Và với sản phẩm Realme C3 thì nó sẽ được trang bị là dụng pin 5000 mAh, tương tự như là cái sản phẩm Realme C3i, và nó sẽ không có sạc nhanh cũng như không có cổng sạc Type-C. Chính vậy thì đây là cái điểm yếu mà anh em chúng ta nên cân nhắc nếu bạn nào đang cần một chiếc máy có cấu hình mạnh, thì với sản phẩm Realme C3 và C3i là một trong những sản phẩm cực kỳ ngon trong phân khúc giá tầm 2 triệu cho các bạn lựa chọn. Và đến với phân khúc giá tầm là 3 triệu thì mình sẽ đề xuất cho các bạn cái sản phẩm Redmi Note 8 hàng sách tay. Với phiên bản sách tay thì các bạn sẽ mua được cái sản phẩm là Redmi Note 8 phiên bản 4GB RAM cộng với 64GB bên trong, thì mình thấy rằng đây là một chiếc máy có dung lượng RAM và ROM khá là lớn trong khúc giá này. Và với sản phẩm Redmi Note 8 thì nó sẽ có những ưu điểm như sau. Đó chính là về phần màn hình, thì màn hình của Redmi Note 8 chỉ có kích thước là 6.3 inch mà thôi. Kích thước sẽ nhỏ hơn một xíu so với lại những chiếc như là Realme C3 hay là Vsmart Joy 3 mà mình đã giới thiệu. Nhưng mà màn hình của Redmi Note 8 thì mình thấy rằng nó sẽ đẹp hơn, tại vì nó sẽ được trang bị cho mình cái tấm nền là Full HD Plus. Nó sẽ sắc nét hơn và có một khả năng hiển thị là tốt hơn so với những sản phẩm màn hình có cái độ phân giải chỉ là HD Plus mà thôi. Ngoài ra thì về phần cấu hình thì Redmi Note 8 cũng là một trong những con máy có cấu hình cực kỳ ngon trong phân khúc giá 3 triệu khi sẽ chạy cho mình một con chip đến từ nhà Snapdragon, đó chính là con chip 665. Và với con chip 665 thì với những tựa game như kiểu Liên Quân thì anh em cũng có thể chơi được ở cái mức FPS là 60, mình nhớ không nhầm thì như vậy. Và mình đã có là một cái video trải nghiệm game rất chi tiết trên cái sản phẩm Redmi Note 8 rồi, thì bạn có thể tìm kiếm với từ khóa là Redmi Note 8 Liên Quân FA Channel là ra nhá, thì sẽ có những video đánh giá rất chi tiết. Và với con chip 665 này thì khi mà chúng ta chơi game với lại từ game PUBG thì nó chỉ chơi được ở mức là 30 thôi. Nhưng mà xét về sự ổn định thì mình nghĩ là với sản phẩm Redmi Note 8 nó sẽ cho chúng ta một sự ổn định khá tốt khi bạn chiến game lâu dài, và cái nhiệt độ của nó sẽ không nóng lên quá nhiều so với những con chip đến từ nhà MediaTek. Và nói về phần dung lượng pin thì với sản phẩm Redmi Note 8 thì nó sẽ được trang bị cho mình một viên pin là 4000 mAh. Nói chung thì với dung lượng pin là 4000 mAh thì đây là một dung lượng pin rất đủ chúng ta dùng trong vòng một ngày, và đi kèm với công nghệ sạc nhanh là 18W, thì mình tin rằng đây là một trong những cái điện thoại mà rất là hoàn hảo trong khúc giá 3 triệu nếu bạn đang cần tìm một chiếc thoại có màn hình đẹp, khả năng chiến game ngon và pin vừa đủ cùng với công nghệ sạc nhanh, thì đây là một trong những sản phẩm mà rất đáng đồng tiền bát gạo. Và nếu bạn nào quan tâm về Redmi Note 8 thì với sản phẩm Redmi Note 8 đã được bán tại shop online 24 giờ với mức giá chỉ là 3.130.000, thì mình thấy đây là một mức giá quá tốt cho một chiếc máy có nhiều thứ ngon như vậy. Nếu bạn đã có hầu bao cao một chút thì bây giờ chúng ta sẽ đến với lựa chọn trong khúc giá tầm là 3.5 triệu đồng, đó chính là cái sản phẩm Realme Qi hàng sách tay. Với sản phẩm Realme Qi hàng sách tay thì sẽ có những cái ưu điểm cũng như nhược điểm sau đây. Về thiết kế màn hình thì với sản phẩm Realme Qi chúng ta sẽ có kích thước màn hình là 6.3 inch, độ phân giải là Full HD Plus, tương tự như là cái sản phẩm Redmi Note 8. Và với sản phẩm Realme Qi thì nó sẽ được chạy cho mình cái vi xử lý nó mạnh hơn, khi con Redmi Note 8 chỉ là 665 đến từ nhà Qualcomm, còn với cái sản phẩm Realme Qi hay là Realme 5 Pro tại thị trường Việt Nam thì nó sẽ được trang bị cho mình con chip là 712 AIE các bạn ạ. Với con chip này, cái việc mà trải nghiệm những tựa game như kiểu Liên Quân thì nó đã mượt mà hơn và có được những trải nghiệm chơi game 60fps nó sướng hơn rất là nhiều rồi. Còn với tựa game PUBG thì với sản phẩm Realme Qi, Realme 5 Pro với con chip là 712 thì nó giúp chúng ta có thể chơi được ở cái FPS là 40 và sẽ có những trải nghiệm khá là mượt mà. Nói về phần viên pin thì viên pin của sản phẩm Realme Qi thì nó sẽ tương tự so với sản phẩm Redmi Note 8, khi viên pin của nó là 4035 mAh và đi kèm với công nghệ sạc nhanh đó chính là 20W nha các bạn. Nói chung thì tốc độ sạc của chiếc máy này nó khá là nhanh, tầm là 1 tiếng là có thể được sạc đầy viên pin 4000 mAh rồi. Và mình đánh giá rằng là trong phân khúc giá 3,5 triệu đồng nếu bạn nào đang cần cho mình một chiếc điện thoại hàng mới thì với sản phẩm Realme Qi cũng là một trong những sản phẩm mà chúng ta không thể nào bỏ qua. Thì nếu bạn nào đang quan tâm cũng như đang muốn mua cái sản phẩm Realme Qi này thì mình sẽ để đường link ngay phần mô tả video để bạn có thể click vào và mua một cách nhanh nhất nhé. Thì mình thấy là với sản phẩm Realme Qi thì đang được bán tại shop online 24 giờ với mức giá chỉ là 3.570.000 cho phiên bản 464 mà thôi.
Và bây giờ thì mình sẽ đến với cái sản phẩm có thể gọi là best choice trong khúc giá tầm là 4 triệu. Đó chính là cái sản phẩm Redmi Note 8 Pro, và mình đã đề cập rất là nhiều những video trước rồi. Redmi Note 8 Pro chúng ta sẽ có rất nhiều ưu điểm. Về màn hình của Redmi Note 8 Pro thì nó sẽ có kích thước là 6,53 inch, độ phân giải của nó là Full HD Plus. Và mình đánh giá rằng cái phần hiển thị của cái màn hình đang có trên sản phẩm Redmi Note 8 Pro ấy là nó xuất sắc nhất trong tầm giá về cái độ màu sắc này và độ trong màn hình này, cùng với khả năng hiển thị của nó thì mình đánh giá khá là cao khi chúng ta so sánh với những chiếc loại có màn hình Full HD trong tầm này đến từ nhà Realme như kiểu 5 Pro, hay là so sánh với màn hình của sản phẩm Redmi Note 8 thì mình đánh giá rằng là khả năng hiển thị, chất lượng màu sắc, hình ảnh của cái sản phẩm Redmi Note 8 Pro nó sẽ tốt hơn rất là nhiều lần. Và nói về phần cấu hình thì với sản phẩm Redmi Note 8 Pro thì mình thấy rằng là nó sẽ được trang bị cho mình một cấu hình quá ngon, đó chính là con chip Helio G90T. Và với con chip Helio G90T thì nó sẽ có nhiều cái điểm rất là mạnh về phần chiến game, ví dụ như Liên Quân thì max setting 60fps ngon lành, PUBG thì anh em có thể chơi được ở cái mức setting đó chính là HDR cộng với Ultra, tức nghĩa rằng là max setting cộng với 40fps, hay là bạn có thể hạ xuống trung bình và 60fps cũng có những trải nghiệm rất là ngon lành. FPS của nó khi chơi không crop quá nhiều chỉ tầm 3-5 frame mà thôi. Và phần mình phải nói thật với anh em rằng là Redmi Note 8 Pro là một huyền thoại không thể nào xô đổ được trong cái phân khúc giá là tầm 4 triệu hàng sách tay nhá. Ngoài ra thì Redmi Note 8 Pro thì nó sẽ có điểm yếu, đó chính là nhiệt độ khi mà chúng ta chơi game lâu thì nó sẽ hơi nóng. Tuy nhiên thì nóng lên nó sẽ không có bị tụt xung hay là nó không ảnh hưởng đến quá nhiều hiệu năng đâu. Và cá nhân mình thì mình lại có những bài trải nghiệm chơi game rất lâu trên cái sản phẩm Redmi Note 8 Pro rồi, và mình thực sự là chia sẻ thật lòng với anh em là Redmi Note 8 Pro là một trong những con máy chơi game ngon nhất trong phân khúc giá 4 triệu của quạn nên quất ngay. Nói về phần viên pin thì với sản phẩm Redmi Note 8 Pro thì nó sẽ được trang bị viên pin là 4500 mAh, một cái dung lượng pin có thể gọi là quá đủ cho chúng ta chiến đến game trong một tầm là 5 giờ liên tục các bạn ạ. Ngoài ra thì nó sẽ đi kèm với công nghệ sạc nhanh là 18W, cũng khá là đủ cho chúng ta dùng, và thời gian sạc của nó chỉ tầm là 1 giờ 15 phút mà thôi. Thì phải nhận xét thật là đó là một trong những sản phẩm mà thực sự là quá hoàn hảo. Và với sản phẩm Redmi Note 8 Pro thì khi mình tham khảo mức giá thì với phân khúc giá của nó đang bán tại Media với mức giá chỉ là 3.990.000 đồng thôi các bạn ạ. Đây là một trong những sản phẩm mà có thể gọi là mức giá quá ngon, gần như là rẻ nhất thị trường rồi. Thì nếu bạn nào quan tâm thì mình sẽ đặt đường link mua hàng ngay phần mô tả video luôn. Rồi, như vậy thì trong video này thì mình đã đưa ra cho bạn 6 cái sản phẩm ngon nhất trong phân khúc giá tầm 2 cho đến là 4 triệu để bạn có được những cái trải nghiệm chiến game ngon lành nhất. Vậy thì bạn nghĩ gì về những cái lựa chọn của mình? Và với những chiếc điện thoại như vậy thì bạn có lựa chọn nó để chiến game hay không? Thì đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video nhá. Còn bây giờ thì video của mình xin tạm dừng tại đây. Nếu nó mang lại nhiều thông tin bổ ích cho các bạn thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video sau. Bye bye.